Rồi mai mốt con có muốn lên xin bệnh viện thăm con không? Dạ thăm rồi á. Thăm rồi hả? Dạ. Giờ con có muốn lên đó nữa không? Không. Sao vậy? Sao không muốn nữa? Nghĩ lên rồi. Nghĩ lên hả? Dạ. Trời ơi, nhìn tội sao mà tội luôn. Quá trời hoàn cảnh này quý cô chú anh chị. Giờ không biết giúp là chỉ giúp được, không biết giúp cái gì nữa nè. Nghĩ giờ con là con muốn cái gì Dĩ Đan? Con muốn gì? Con ước muốn cái gì nhất? Xây nhà mới ở. Ồ, xây nhà mới ở hả? Dạ. Trời ơi, biết mới ước muốn xây nhà mới ở luôn, hay quá ta. Kể lại cho con đây. Dạ. Đi tới rừng cô hay, nó đi chơi, nó bị. Cô không có biết nó là có bầu. Tới rừng thấy cái bụng nó sao no no. Là cô là bác ở bển cũng phát bẫy nó lời chơi. Mới hỏi bé, nó tên Kim Dĩ Đan, bà thường gọi là bé. Bé, sao cái bụng mày bự bự, mày có bầu hả? Có chữa hả? Có vợ ở đâu mà có chữa? Tại vì nó bẩm sinh, nó đâu có nói chuyện như mình. Phải là nhiều câu. Nó nói, có vợ ở đâu mà có chữa? Nói vậy. Cái cô dạ Trường mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Trường Vlog. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì ngày hôm nay Trường đang có mặt ở tại Trà Vinh đến thăm một hoàn cảnh rất là đặc biệt khó khăn. Thì tại nơi đây có một bé gái mới có mười mấy tuổi thôi quý cô chú anh chị, thì bé bị bệnh khờ mà không có hay biết gì á, thì xảy ra một cái sự việc rất là đau thương là bé để có bầu với một người nào đó. Thì gia đình thì đang rất là khó khăn, cha của bé thì đang nuôi con của bé trên bệnh viện á. Thì đây Trường qua đây thì chủ yếu đến thăm và trao một ít tiền của các cô chú anh chị mạnh thường quân đã gửi về cho Trường làm giúp những hoàn cảnh khó khăn á. Thì trước khi vào trong nhà để hỏi thăm thì gặp một cô đây để dặn chào cô. Dạ cô là tên gì hả cô hen? Tên Mè. Cô Mè hả cô? Dạ cho con gắn lên đây. Dạ cô Mè nhìn nay nhiêu tuổi rồi cô Mè? Cô năm mấy rồi, 55 rồi đó. À cô Mè 55 tuổi hả? 55 rồi. Dạ. Thì ngày hôm nay con xuống để mà con thăm bé đó, thì con nghe nói bé nó có con á. Rồi con có bé đâu cô? À, con bé thì giờ nó nằm bộ mà kêu nó bệnh mà bẩm sinh phổi vậy cho anh ăn chị Vinh á, anh dạ. Ăn chị Vinh á. Con bé của bé, con của bé bị bệnh hả? Ờ cũng bị bệnh đó. Dạ, con bé này là bao nhiêu tuổi rồi cô? Hỏi chị Ba năm anh ơi, hình như 16 rồi chị Ba. Hình như 16. Năm 2004 hả? Ờ nó 16 á, chưa bước qua 17 đâu, 16 tuổi. Trời mới có 16 tuổi à. Trời ơi, nó đi chơi rồi tới gạt rồi tới sanh, có bầu đâu có hay đâu. Trời bây giờ tới sanh sanh luôn á. Dạ. Ờ tới hai thăm được là nó được 6 tháng. Tới nghe hay được là nó 6 tháng sao nó có bầu á. Ừ. Rồi mới chụp mấy bữa đó đi cho người xã khám là nó có bầu. Trời đất. Vậy mấy bà cửa là mới biết, ý bà cũng biết. Dạ. Cũng như trong gia đình, tại vì nó đi người ta gạt mình đâu có biết đâu. Dạ. Dạ giờ cô dẫn con bảnh con gửi cho bé ít đồng để mua sữa cho con. Ý ba kìa, ý ba, chị ba qua chị ba. Cho con gửi ít tiền cho con bé mua sữa. Ngày quay biết là bao nhiêu mà nói. Dạ. Hả? Dạ. Cái chuyện này ngày một ngày quay biết bao nhiêu mà nói, trời. Cái gì? Dạ. Cô là cô ba hả cô ba? Cô hai. Dạ cô hai hả? Dạ cô hai là cô con bé đúng không? Dạ này cô ba, còn cô hai đó xa lắm. Dạ dạ cô dẫn con vào hen, con gửi tiền cho bé để mà mua sữa sùng rồi cho con của bé. Dạ dạ. Dạ dạ. Cô không biết làm sao. Hay nghe nói là nó gầu cũng chết luôn rồi, nó vậy nữa. Là cái sự việc này xảy ra lâu chưa cô? Thì hồi muốn biết hồi tháng mấy, hồi tháng 2, tháng 3 năm rồi lận. Dạ, vậy hả? Từ ngày nó có bầu đó là đâu có tháng 2, tháng 3 gì đó. Vậy là bé đó giờ hiện tại ở đây với ai cô? Ở mình nó. Trời ở cái nhà này của mình đó hả? Dạ, tối thì nó đi ngủ với tôi. À. Mà ngày thì nó ở như vậy đó. Trời đất ơi. Ừ. Thôi cô đi vào trong đi. Bé nó nói chuyện bình thường được không cô? Nó không biết nói đâu. Nó nhớ gì hả? Nó không nhớ đâu, nói nó không biết đâu. Trời con bé tội quá quý anh chị. Vậy con lấy tiền không? Dạ. Con lấy tiền không? Con cảm ơn đi, con cảm ơn chú đi. Con lấy tiền ha, giờ đưa cho bà cô giữ. Quay đưa đi bà đi, cái bà giữ. Chị là cô ba giữ ha. À, cô ba ơi, tiền này đó là của một người cô là một bà ngoại của con bên nước ngoài á. Dạ. Gửi về cho mình là cô Đoàn Dung gửi về cho mình là 1 triệu để mà cho phụ tiền sữa với bé. Ừ. Để cho con bé nó có cái mà nó ăn uống này như cô. Dạ.
cô có gì lo giùm con cái vấn đề đó em. Vậy cô cũng mà đi, cảm ơn mà cô bà nội bà ra bên nước ngoài thì mà cũng mang ơn đi rồi cảm ơn cho em bé đó, cho nó mà được có tiền ngặn nó lo cho con nó hết dạ. Bệnh với có sữa cho con nó bú uống. Cái lúc mà hiện tại là cái người tác giả mà làm ra cái chuyện này là có ai biết không cô ba? Hồi lần đầu tiên thì không biết, tới sau này rồi hỏi nó ai vậy đó, rồi nó mới nói ra. Lần đầu thì nó cũng nói là đổ thừa người này người kia tùm lum hết trơn vậy đó. Dạ. Rồi tới sau này rồi mới nó mới nói là như nó kêu ông đó bằng ông ngoại vậy đó. Trời ơi, kêu bằng ông ngoại lần á hả? Dài lắm hả cô ba? 60 tuổi. 66 mấy à con, không có cháu cố luôn rồi. Ông nói trời đất, sao mà làm chuyện ác quá vậy? Chưa cho có cháu cố đâu, có cháu ngoại ha, chưa cháu ngoại cháu nội. Rồi bé này lại nhà chơi hay sao? Dạ, nó lại chơi đó mỗi ngày, như nó đi chơi mấy chung mấy anh mấy chị đi chơi gì đó. Dạ. Rồi sau này không biết sao mà được vậy, hầu cũng không biết nữa. Có bầu tới xanh luôn ở nhà 5-6 tháng mới đi khám mới biết có bầu. Rồi nó có bầu rồi hỏi, nói sao mà mày cái bụng mày có bầu cái gì bé, nó nói nó có vợ đâu mà có bầu. Nó nói vậy đó. Rồi cái đây cũng hỏi gần hỏi hoài, nó không có đâu, không có. Tới sau cái nó bệnh, nó ho, nó ra ói á. Nó bị ói rồi cái mấy hỏi đó, mùa mày mà mấy cái mượn người bác thứ sáu đó đó. Dạ. Rồi mới đem đi khám ở trong bệnh viện, ở trong trạm xá đó. Dạ. Rồi khám rồi cái mấy nói thôi khoan hả, cho thuốc ở đâu mày dùng thử coi sao mà nó nhỏ này nó kỳ. Ừ. Thử ra thử que rồi là nó nhờ mà cô y tá nó nói thôi nó có bầu 8 tuần rồi đó. Trời đất. Rồi lúc đó rồi sao bé nó biết nuôi con? Thì đâu có biết gì đâu, thì cô bác ở đây lo phụ vậy thôi chứ đâu có biết gì đâu. Chích cho nó dưỡng tay xanh luôn á. Dạ. Chích dưỡng để đi khám, đi siêu âm rồi gì đó. Dạ. Con, giờ con thấy trong mình sao rồi? Dạ. Con thấy trong mình sao? Ừ, khỏe. Khỏe ha? Dạ. Rồi, có nhớ con mình không? Nhớ. Dạ. Cô hổng về nhớ con, nó khóc 3 ngày luôn. Nhớ con, vẫn biết nhớ con ha. Nhớ rồi nhớ con, nó khóc, nó cũng như đòi chảnh mà ở đây chảnh tại vì. Rồi con có muốn lên thăm con của con không? Khóc 3 ngày luôn. Con dạ. Có muốn lên thăm con của con không? Thăm rồi. Thăm rồi hả? Dạ. Thì gắt cái cục ra được không? Không. Thì giờ con muốn, con giờ hiện tại là con đang ở đây với ai? Cô ba. Cô ba hả? Cô ba nuôi con hả? Dạ. Con nước rồi cô ba nấu cho con. Cô ba nấu cho con ăn. Dạ. Rồi như tiền bạc con giữ được ha? Con nhờ ai giữ? Sáu giữ á. Cô Sáu giữ hả? Dạ. Ba mẹ em bé. Bác Sáu. Bác. Ba mẹ em bé rồi đâu? Ba thì nuôi em bé cho nó. Cha ông già nuôi. Em bé ở Trà Vinh. Còn mẹ nó bỏ nó hồi nhỏ lận. Mẹ bỏ luôn hả? Mẹ nó bỏ từ hồi mấy tuổi vậy lận á. 3-4 tuổi vậy lận. Trời coi. Cũng mười mấy năm rồi. Bỏ rồi nó còn nhỏ tới giờ. Con nhớ mẹ không? Không. Không nhớ mẹ luôn hả? Dạ. Không biết mẹ luôn. Ừ. Là ở đây với cha hay sao? Ở với cha không à. Rồi cha nó đi không nuôi con rồi cha nó mới thấy ở trên bệnh viện quậy quá vậy đó. Dạ. Nó cứ ra vô nó coi con nó đó. Ừ. Rồi bác sĩ không cho. Bác sĩ không cho, cái bác sĩ mới kêu đem về á. Ừ. Mới đem về. Thì con biết sao nắng quá trời ở chảnh á, rồi cái chị không nổi mới kêu về đây. Dạ. Như thành ra cha chảnh nuôi cha con bé á. Kêu ơi, con ấy lên xuống rồi sợ tụi nghiệp nó nè, sợ bệnh. Rồi hổng nó nhớ mà nó khóc 3-4 ngày luôn rồi tụi nghiệp. Không có trời luôn. Quá. Ừ. Nó nhớ con quá. Giờ con nhớ con hả? Dạ. Vẫn còn biết nhớ con mà. Nhớ, nó nhớ con. Trời ơi, nó khóc tối ngày luôn vậy. Rồi, hàng ngày ăn uống ăn lên nhà cô hả cô ba? Dạ. Đi ba lo cơm, đồ ăn luôn mỗi bữa á. Nè, chú gửi cho con thêm 500 nữa nha. Để con mua đồ ăn, con gửi cho cô ba mua đồ ăn cho con ăn nha. Rồi, nha. Để ba giữ đi. Nè, giờ con đưa cho ý ba này là chú gửi riêng cho con 500 nữa để con mua đồ ăn cho cô ba, mua đồ ăn cho con ăn. Còn 1 triệu đó tiền của cô Dung Đoàn ở bên nước ngoài gửi về để mua sữa. Chừng nào mà cô đó có gửi cho chú nữa đem xuống cho con nữa thì chú đem xuống cho con nữa nha. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú đi con, cảm ơn. Thì vậy là tình là trận dứt khỏe, bé nó cứ khờ vậy hoài luôn hả cô ba? Không hoài vậy đó, nó không có tỉnh táo nữa, nó muốn nói thì nó nói à. Là tâm thần 72% hả? 72% đó. Trời ơi. Nó không nhớ rồi. Nó không có nhớ gì hết trơn, nó muốn nói thì nó nói à, còn nó không nói thì thôi, không có ai mà nói. Tội quá vậy trời. Ví dụ con nó ba chị sáng mất qua cho chăm sóc bé nó cũng không biết. Dạ. Rồi cái bên kia người ta không chịu trách nhiệm, không gì hết. Không có tới lui gì hết trơn.
ăn tâm lương không có ngàn, không có ngàn gì luôn, ngàn gì hết trơn luôn. Ở đây nó đi ban đầu đi năn nỉ thỏa thuận đó, ở đây mà tự bị nhục rồi mà còn đi năn nỉ còn dắt dao chém, nó được dắt dao là ở nhà con bé, người nhà con bé lên năn nỉ ông cái ông mà nó lấy đó, lấy anh ấy nó đó. Ở đây đi mấy bác nói với mấy bà bác Sáu nói với bà cô nó đi đi thỏa thuận nói mà vậy đó, rồi sanh được sanh đẻ vậy đó, rồi ổng không chịu, ổng lấy dao ổng chém ổng giá. Sao mà dám làm chuyện ác với người ta mà tự nhiên giờ làm cái chuyện người công an nó vô cuộc ha. Rồi vô cuộc thì cũng vậy luôn à, vô cuộc thì có vô cuộc đó, mà nói thì ổng không có chịu, ổng nói không chịu, tới sao ổng chịu cái tới sao rồi thử mà máu thử đồ rồi thử cũng gúng á. Rồi hết thì ổng về ổng tự giận. Ổng tự giận cái ổng ấy mấy chú công an mới đưa cho về. Cho về rồi hổng gài cũng lâu rồi, mấy tháng trời đó mới bị bắt hổng gài đó, bữa hồi thứ bảy từ rồi á, bữa 21 tây. Dạ. Rồi nhà con bé con không thấy chỗ nó ăn nó uống gì hết trơn trời. Nấu ăn đó ở trong ngay bếp ga chút xíu đó, ngày em cái nhà quý chú anh chị ở mà thành phố nó mua cái bếp ga cho đó, rồi nhà thì không có chỗ nấu á, rồi nấu đại vậy á. Trời ơi. Dạ. Nhà hai bên vách nát trơn. Rồi giờ là bé con của con bé này đẻ ra thì bị bệnh gì cô ba? Nó bị bệnh tim bẩm sinh á. Bị tim bẩm sinh. Dạ. Rồi bị gì nữa cô ba? Có bị ni tim. Cái với tim với phổi. Tim phổi nó bị yếu phổi nữa, nghe nói mà nghe bác sĩ nói lại vậy đó, nằm trong cái phòng lạnh tiếp thôi vậy tới ngày 6 này được 3 tháng á. Dạ. Mà thấy nhỏ này ủa có nó hay đi tôi để chiều tôi về tôi nói vụ bà hiền. 26 để con là được 1 tháng rồi. Dạ. Rồi cái không biết làm sao mà tưởng đâu chị Sáu đi chảnh hoài á, nên mới không có bớt cho trời, nhà cũng ba thật thôi mà lo rộng á. Dạ trường mến chào quý cô chú anh chị ha, thì đây là nhà của cô ba, mà cô ba là nuôi bé này quý cô chú anh chị. Ủa bé này tên gì con không biết nha cô ba? Tên là bé Dĩ Đan. Dĩ Đan hả? À bé này bé Dĩ Đan nè quý cô chú anh chị. Nếu quý cô chú anh chị có trợ duyên đi giúp đỡ thì bé đây là tên là bé hoàn cảnh bé Dĩ Đan. Con 16 tuổi hen Dĩ Đan ha. Vừa đó chị ba. Hả? Vừa đó. Rồi mai mốt con có muốn lên xin bệnh viện thăm con không? Dạ thăm rồi á. Thăm rồi hả? Dạ. Giờ con có muốn lên đó nữa không? Không. Sao vậy? Sao không muốn nữa? Nghỉ lên rồi. Nghỉ lên hả? Dạ. Trời ơi, nhìn tội sao mà tội luôn. Quá trời hoàn cảnh này quý cô chú anh chị. Giờ không biết giúp là chỉ giúp được, không biết giúp cái gì nữa nè. Chỉ giờ con là con muốn cái gì Dĩ Đan? Con muốn gì? Con ước muốn cái gì nhất? Xây nhà mới ở. Ồ, xây nhà mới ở hả? Dạ. Trời ơi, biết ước muốn xây nhà mới ở luôn, hay quá ta. Dạ. Xây cái nhà như thế nào? Dạ, thứ bảy. Hả? Thứ bảy. Nhà thứ bảy hả? Dạ. Xây cái nhà bự không? Bự. Bự ba lớn. Hả? Xây nhà ba lớn? Bự á. Bự hả? Dạ. À, dạ, thưa cô ba thì cái lúc mà cái sự việc xảy ra lúc đó không ai biết hết. Rồi sau này mình biết thôi cô ba. Dạ. Rồi lúc biết á là nó tới 8 tuần rồi. Dạ. Mới biết, mới đi khám bệnh đó. Rồi mấy cô mới cho hay là biết là nó ta đi mới đi siêu âm. Dạ. Đi siêu âm thì nó 8 tuần rồi. Rồi về mấy mà mấy bà đó mới lại mấy bà già cô bà cô của nó nè. Dạ. Mới lại thăm mà nói vậy đó, rồi bà mới rời nó bà đi trình với ấp cho mấy ông mấy chú với ấp á. Dạ. Hay. Mấy chú với ấp hay rồi mới đi báo với mấy anh công an đó mới xuống mới cha hỏi nó coi sao ai gì ai là mà làm ra bào thai vậy đó. Dạ. Rồi nó nói ông ngoại nó kêu với ông đó bằng ông ngoại á. Ừ. Vậy. Lúc đó thì bé nó kể lại như thế nào cho cô ba? Cô ba cũng không có ít có lên xuống, ý ba cũng cô ba cũng không có gành hung nữa. Dạ. Phải có bác Sáu nó ở nhà. Ừ. Thì bác Sáu nó gành, bởi vì bác Sáu nó trực tiếp với nó rồi cô ít có trực tiếp, vì ở nhà có mình một rồi cho lu bu chuyện hết trơn vậy đó. Dạ. Không có được trực tiếp nói vậy đó. Dạ. Rồi cô không có gành hung. Rồi về lúc đó là ở nhà mới dặn ra hỏi ha, dặn hỏi con bé nó mới nói là ông ngoại kế bên. Dạ. Cái đó là ông ngoại hàng xóm hay sao? Hàng xóm. Ở nhà giống như ở quê là ta hay kêu mấy người lớn tuổi bằng ông ngoại á hả? Dạ. Chứ không có bà con không thích thì nó không có mấy biết gì hung, nó không biết kêu bằng ông gì hết trơn luôn á. Dạ. Chỉ nghe mấy đứa con ổng cháu ổng kêu bằng ông ngoại vậy đó. Dạ.
mấy đứa cháu ông kêu ổng mùng ngoại rồi nó kêu theo vậy thôi chứ nó cũng không có biết là ổng nữa. Trời, nó cũng không có dám kêu tên gì hay là cái gì, nó kêu đại vậy bằng ông ngoại vậy thôi. Rồi nhà bên đó có con cháu gì đông không? Ở nhà đó thì cũng con cháu người ta cũng đông. Dạ. Mà thường ngày này ổng ở thì ổng có ổng thôi bài lớn đó, ổng ở với vợ nhỏ, sau này cũng có hai vợ chồng à, rồi mấy đứa cháu thì người ta cũng ở riêng người ta. Vậy mà nỗi lòng nào nó qua chơi nhà ổng ổng làm vậy luôn. Rồi nghe nó hỏi lại nó thì nó nói gì. Dạ. Rồi mấy chú công an rồi người ta đem đi, người ta cũng đi đem đi tra hỏi 3-4 lần vậy. Tôi thì đi thì bắt sáu nó đi nhiều chứ tôi ít có, nó không có đi đâu hết trơn, vì ở nhà của mình không có đi đâu được. Dạ. Cái nhà không mà nghe nó nói lại vậy thôi chứ còn tôi cũng không gành cái vụ đó không vậy đó. Như cha của đứa bé này, cha của bé này hiện tại ở nhà làm gì con? Ở nhà thường ngày thường thì hồi nó chưa có bầu chưa sanh á thì nó đi mặn đi đò chờ đò ai mướn mặn gì mặn nháy vậy đó. Dạ. Đi bẻ dừa kéo dừa lôi kéo dừa trên tay vậy đó. Dạ. Rồi còn nếu mà không có làm thì nó đi mà bướng mai á. Dạ. Bướng mai mướn cho người ta. Làm vậy một ngày được bán bao nhiêu cô ba ha? cũng không hỏi, có khi đó nó được ngày 2 cây gì đó, được cũng 200-300 gì đó. Dạ. Thì về nhà thì đủ gạo với tiền ăn không, nhưng mà thấy bé nó giống như bình thường vậy nhưng mà nó không biết cái gì hết trơn hả cô ba? Nó không có biết cái gì hết trơn. Dạ. Dòm lâu nó mới biết nó. Dạ. Chứ còn mình vô liền mình dòm không biết nó đâu. Trời ơi, không biết nó khờ vậy đó. Vậy là vừa mới bị năm rồi luôn nó. Nó khôn lắm chứ bộ, chặt dừa khéo lắm chứ bộ. Nó mặn thì cũng được mà khi nó trứng như vậy đó. À. Nó muốn mặn nó mặn, rồi nó không mặn cậu kêu nó làm gì nó cũng không làm đâu. Dạ. Vậy đó. Ai cắt tóc cho con vậy Thí Đan? Dạ, Sáu. Sao cắt tóc cho nó ngủ vậy? Dạ. Đem đi cắt thợ á. Bác Sáu nó đem đi ra thợ cắt á. Gái sao cắt tóc cũng ngủ à? Nó không chịu á, nó cắt dài nó không chịu đâu. À. Nó chịu cả. Phải làm gái hay là làm trai Thí Đan? Dạ. Làm trai hả? À? Sao thích làm trai? Hả? Sao thích làm trai kỳ vậy? Làm trai. Còn bé con nó mẹ thấy con gái con trai cô ba? Con gái. Gái luôn hả? Gái tên Ngọc Kim Ngọc Kiều. Kim Ngọc Kiều hả? Trời ơi. Rồi giờ là cha nó đang nuôi con bé bị rồi tiền điều trị sao cô ba? Này thì chị hổm gài á, hồi đó tới giờ thì nói cho ngay trong bệnh viện thì nghe mà mấy cô nó nói lại thì ở đó thì như ở trong đó người ta là người ta lo. Như chích đó bác sĩ người ta không có, người ta cho mình là lo cho vậy thôi chứ không có tiền. Giống như là có con nít đó là người ta có ấy từ thiện cho ha. Người ta từ thiện. Dạ. Không có cho lo tiền mà những chỉ là lo cho nó chảnh, cha nó chảnh á. Dạ. Như ăn uống mà mua sữa mua tã đồ cho bé thôi. Dạ. Như vậy đó. Rồi hôm gài cũng mấy cô ở chảnh người ta cũng lo, người ta cũng cho đó. Dạ. Người ta cho tiền cho đồ, tính ra đem đi, tính thứ hai này nè, đem đi lên bệnh viện thành phố á, ở Nhi Đồng 2 á. Dạ. Rồi thấy nó yếu quá rồi không có đem đi, chưa có đem đi được. Là con của con bé nó yếu lắm hả con? Dạ. Nó yếu quá trời, đem đi không được, bởi vì hồi mà bữa đi đó chưa mà mới có 2 tháng mà mấy ngày bữa nay nữa là ngày mai nữa là mới được 3 tháng. Dạ. Mà nó bệnh trong đó là 1 tháng rồi. Trời tới 26. Tội quá. Ừ. Rồi đi nằm đó rồi chỉ là tiếp hơi suốt vậy thôi chứ không có rút ra được. Rút giống ra, như là đang thở oxy vậy đó. Thở oxy hoài vậy đó. Trời ơi. Hồi xưa là mẹ của bé sao mà bỏ bé đi, bỏ cha mẹ cha hai cha con đi vậy con? Cô cũng cái vụ đó là người ta ở riêng. À. Rồi cô cũng không có gành gì hung nữa. Cô ít có tới lui lắm, ở nhà gần bên chứ cô ít đi ra đi vô lại đó, rồi cô ở trong nhà cô không à. Dạ. Rồi không biết sao này xảy ra chuyện gì cô cũng không gành hung nữa. Dạ. Rồi cái tự nhiên rồi ha, đi mận công ty á. Dạ. Chứ không phải ở nhà, nó đi mận công ty rồi về nhà cái cũng gầy gà hoài, rồi từ từ sao người ta đi mận giết rồi người ta kêu chồng nó đi làm tờ ly dị á. Ừ. Rồi bỏ nhỏ này. Là lúc đó là chị về là chị chia tay với anh đây hay là sao? Ừ. Trời ơi, sao mà xót đủ hoàn cảnh mà luôn. Đi rồi là từ đi mà bước dò chân đi ra tới bây giờ luôn là năm nay nữa là 7-8 năm rồi đó. Ừ. Mà không có 7 năm mấy, 6 năm mấy, 7 năm rồi, không có bước dò lại lại nói chuyện với con ha, tới lui thăm hỏi gì không có. Dạ. Bỏ luôn vậy.
À, từ đi lúc là 7-8 năm trời, 6-7 năm trời mà cũng không có về thăm bé luôn. Dạ, không có. Dạ. Rồi hôm sanh đó, rồi mới bác cháu nó mới đi nói với nó gần sanh này nè, nhỏ này nè. Dạ. Rồi đi nói, rồi ban đầu thì nó cũng chịu. Nó nói bây giờ nếu mà nó nuôi á, thì tiền bạc cái gì, cấp dưỡng đồ á, hả, là nó lấy hết. Nếu người ta thợ đền tiền cấp dưỡng đó. À, là mẹ bé hả? Ừ. Mẹ có... Nó lấy ăn nuôi nói. Nhỏ này, bà nói vậy. Yeah. Rồi ở đây thì cũng không có nói gì, nó nuôi thì để cho nó nuôi làm gì làm. Rồi tới sau, cái tới gần ngày sanh mới đi qua bển nói nữa. Đi qua bển nói, nó nói bây giờ nó mệt rồi, nó không nuôi. Ừ. Ai là làm gì được làm. Trời đất. Rồi nó bỏ luôn đó. Sốt. Hồi ban đầu là người ta đi, người ta mua đồ, mua đạc đồ nha. Mua sữa, mua tả, mua giấy, mua đồ quần áo, đồ mua đồ tắm cho em bé rồi đó. Một cái giỏ sách như vậy nè. Dạ. Rồi tới rồi nhỏ này xanh đâu có cho đâu. Rồi mới bữa hổm bà ngoại nó mới xách cái hộp sữa đó đem lại cho, tới nó cho gì. Hồi đó là không cho, tới bây giờ cho có đứa nào đâu bú được đâu mà cho sữa một tháng. Dạ. Mà đâu có, bây giờ nó 3 tháng rồi sao uống được. Dạ. Rồi còn bịch sữa còn tới giờ. À, cô ba ở đây, cô ba xài nước gì cô ba? Có xài nước ở đây không? Nói cho nghe đi, hồi lúc đó nhà nước ta cho đó. Dạ. Cho cây nước xài đó. Dạ. Ở đây nó cho không à, vòng chồng từ ở nhà rồi đẳng rồi đây luôn mấy chị em ta cho hết trơn à. Dạ. Ừ. Cái cô hồi nãy là cô gì hết cô ba? Cô đó là bác chính của nó. Bác chính ha. Dạ, cô đó bị bệnh hay sao? Thấy cái đầu của cô đó bị trọc trọc á. Bà không biết sao nó tóc bà nó ngứa, bà nhỏ sao á. Nhỏ con coi chừng có bị sáng không? Bị sáng ừ. Sáng chó hay gì không? Không biết nữa. Dạ. Trời ơi. Không biết bé nó còn nhớ không nữa. Thí Lan. Dạ. Nghe chú Trường hỏi nè. Lúc đó cái ông đó, ông vụ con làm sao? Ông ngoại vụ con làm sao? Có cho có kêu cho bánh cho kẹo gì không? Dạ, có. Ông nói làm sao? Dạ. Vụ con chém con. Hả? Vừa chém con ổng nó dụ ổng không có cho khai ổng là khai ổng là nó chém bỏ đó. Trời coi thấy ghê vậy. Ổng nói vậy luôn hả? Dạ. Nói sao con? Nói là không cho con, không cho con nói ra, nói ra là chém con luôn hả? Dạ. Ổng nói vậy hả? Dạ. Trời ơi, sao mà ác quá vậy. Rồi lúc đó là ổng sao, ổng làm gì con? Nó không biết đâu. Nó không có quýnh con không? Dạ không. Không hả? Dạ. Trời ơi sao mà người lớn ác nhân quá, để cho nít vô chịu đau chịu đớn. Giờ là bên nhà bên không ai nói năng tới, không ai cho không. Tiền cho sữa gì hết không. Trời không có ai nói gì hết trơn. Dạ. Không ai nói năng gì hết. Ở đây thì cũng không có ai nói ngược nói xuôi, không có ai hâm dạ, không ai gì hết trơn. Dạ. Thì cũng bình thường vậy, ở nhà thì thường ngày không hay không biết vậy thôi. Dạ. Rồi tới bây giờ luôn là cái sự việc nó xảy ra thì giờ người nhà bên kia con ta không chịu trách nhiệm, rồi người ta còn hăm dọa bên đây nữa. Cha con bé chắc hiền lắm hay sao kỳ ta? Nó hiền dữ lắm. Chứ nếu mà thật sự nếu mà con gặp con gái của nhà người nào chắc người ta qua ta làm thịt luôn á. Người ta làm dữ lắm mà, ở đây không có ai nói gì hết trơn. Mấy bác nó nói thôi bây giờ nó lỡ rồi, nói vậy rồi nó lỡ rồi thì mình làm giờ cũng vậy, bây giờ mình trình cho nhà nước người ta biết vậy rồi thôi. Dạ. Yeah. Rồi nhà nước người ta giải quyết làm sao giải quyết, chứ còn ở đây không có nói gì hết em. Trời ơi, cũng là gần đây luôn. Ừ. Thiệt tình. Thì nói ra vô hồi đó, nó chưa đó là nó cũng ra vô đây như ở trong nhà vậy đó. Dạ. Chứ không có mà xa lạ gì, mình coi nó cũng như anh em ở trong nhà gia đình vậy thôi. Mà tới chừng nó làm vậy rồi tự nó ngại ơn nó rồi nó đi ra ơn nó hay gì, chứ không có ai nói gì hết em. Dạ. Trời mà đau xót quá. Dạ, thì rồi, dạ con cảm ơn cô ba nhiều, hẹn cô ba ha. Kể lại cho con đi. Dạ. Đi, tới chừng cô hay, nó đi chơi, nó bị, cô không có biết nó là có bầu. Tới chừng thấy cái bụng nó sao no no, là cô là bác ở bển cũng phát bẫy nó lợi chơi. Mới hỏi bé, nó tên Kim Nhị Lan, mà thường gọi là bé. Bé, sao cái bụng mày bự bự, mày có bầu hả? Có chữa hả? Có vợ ở đâu mà có chữa, tại vì nó bẩm sinh nó đâu nói chuyện như mình, phải là nhiều câu, nó nói có vợ ở đâu mà có chữa, nói vậy, cái cô gờ nó không cho đụng, xong cái nó nói nhức đầu á bác Sáu chở con đi khám, cái cô mới chở ra xã Hồng Hòa, cái y tế mới khám, mới nhờ mấy cô đó khám,
mấy khổ gờ cái bụng nó được cứng, mấy đi thử quay là hai gặp là biết nó có bầu. Mấy cô nói cái bụng này chắc thở thở 4 tháng ngoài, xong rồi về 2-3 bữa cô mới xin giấy để chỉ thị cái đó đi đâu phải có giấy, xin giấy đi ra huyện Tiểu Cần khám là siêu âm biết là bé gái 18 tuần. Không là bác sĩ nào mà dám nói trai gái, mà lúc đó bác sĩ thấy vậy mới báo tin với người nhà là con gái. Cô hả chở nó mà cô muốn hết hồn là như vậy. Người ta có chữa thì mình đâu có hết hồn bằng cái cảnh cha gà trống nuôi con. Cha thì đi làm, rồi nó đi chơi dần dần vô xóm ông đó, gọi là ông ngoại mà hàng xóm. Ông ngoại luôn hả? Nó kêu ông ngoại, thường dùng nó kêu ông ngoại. Bị gì ông 60 tuổi. Trời ơi, 60 tuổi luôn hả? Cháu ngoại, cháu nội đều có. Nó mới thấy kêu ông ngoại, nó kêu. Đi lại nhà ổng chắc cỡ 200-300 mét. Vô cái vườn nhà ổng ngày xưa là có đá gà, có cái trường gà. Nó lại chơi thường. Ở nhà nó đi, ở đây không có biết. Nó đi bị ổng ép nó là kêu nó vô ăn uống gì không biết. Cởi quần nó khai với công an. Cởi quần nó, rồi quần ổng ai cởi. Nó nói là ổng cởi. Ổng cởi, rồi hỏi cởi rồi sao. Cởi rồi ông ngoại lấy anh cu rút vô ông cu. Nó khai với công an, điều xác nhận chứng tỏ. Công an mới dám vào cuộc. Con nghĩ đi, mơ mơ hồ hồ. Mà công an huyện Trà Cú rất là tinh thần, rất là theo với cô. Cô cũng gắn theo các cuộc điều tra để mà giám sát. Bây giờ bắt ổng rồi. Trời ơi, may là chính quyền địa phương làm rõ rồi. Cô á, giờ cái bài báo này cô sẽ lên tiếng cảm ơn các công an huyện Trà Cú để mà vào cái cuộc cho bé Đan. Cô cũng rất thành thật cảm ơn công an huyện Trà Cú làm sáng tỏ cho cha con của Kim Vĩ Đan. Bây giờ bắt ổng rồi, bắt rồi ông đó là Thạch Đấu. Là bác đó, ông kia là, ông đó là tên ông Đấu. Ông đó tên Thạch Đấu. Một gã đàn ông hàng xóm, dạ, 60 tuổi. Ấp Lên, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. Còn bên bé Đan là Ấp Kinh, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần. Gần nhau, nhưng mà hai xã, hai ấp. Dạ, gần cách đây bao nhiêu mét rồi? Đi vô có cái cầu, thì ổng nằm bên đó. Cũng như có một miếng đất mà, có cái kinh mà hai người. Hai bên kinh nhỏ xíu, chạy xích đẳng là tới nhà ông. Trời ơi. Thường thường nó kêu bằng ba ông ngoại, thành ra thấy là lớn bằng bác nó, thì mình nghĩ ông cháu nó đi vô nó ăn uống, mình đâu có biết mà. Người ta có cái tâm mà hãm hại nhỏ, đứa nhỏ, trong khi nó có 16, 17 tuổi, sinh 2004, nhưng mà ngày sinh của nó, ngày 29 tháng 8, thì con cũng biết làm sao đủ cái số tuổi người ta. Đúng mà rồi. Lúc có bầu 16 tuổi mấy thì sanh bây giờ 17 tuổi mấy chưa vô được người ta, có phải khổ không? Bây giờ cô khổ nhất là cô thấy bé bắp sanh sốc 2 tháng trường, bé bắp bây giờ là nằm bệnh viện đúng 1 tháng 4 tuần bữa nay đó. Cô lên cô thấy bé bắp mà đứt ruột, không biết có cứu được không. Bây giờ nhờ mấy mạnh thường quân, các cô chú ở gần xa để giúp tay, để mà lo cho bé bắp nó sống khỏe mạnh, để sau này nó nuôi lại chị ta. Chứ ông ngoại nó tuổi cũng đâu có còn bao nhiêu, sợ sau này mà giờ cầu nguyện cho bé bắp. Cô tính đi mua cá phóng sanh, cầu nguyện cho bé bắp đặng cho nó khỏe mạnh, rồi lên chẩn cho bác sĩ mổ tiếp tay cứu bé đặng cho khỏe để quay về. Cô không mong bao nhiêu đó thì các mạnh thường quân giúp cho là cô rất rất là biết ơn, rất là không biết các vị thiên thần để hỗ trợ cho bé, cho gia đình Kim Nhĩ Đàn. Chứ cô không cầu mong gì hết, tại vì cô là bác dâu, thậm chí nhà cô cũng nghèo. Cô cũng có cái
cái tâm ý xác cô, chứ cô không có tiền để giúp đỡ. Thật sự, lúc mà Dĩ đang có bầu, cô chở đi khám thai, chở đi siêu âm, đi nuôi tới bệnh viện Biên Hòa cũng đi. Coi như công an gọi lúc nào cô phải có mặt đi lúc đó. Đi thành phố giám định cái thủy, chụp tứ chi, chụp thỏa thân tí chi, giám định coi bao nhiêu tuổi đặng người ta làm việc. Một lần đó đi Biên Hòa, một lần nửa tháng. Rồi sao người ta lấy cái cuốn bún đi giám định để coi cha con có phù hợp không? Là giấy xác nhận bây giờ là bắt cổng rồi. Mới bắt trở bữa 21 đây, bữa nay là 24. Mới bắt ra 3 bữa nay. 3-4 bữa, dạ. 3-4 bữa. Bây giờ nó hết biết đường kể. Thật, cô không phải là mẹ, nhưng mà biết trước cái bầu là cô biết cái ông ngoại, ông cha nó không biết. Cha nó còn chắc cô sao chở đi khám bệnh không có viên thuốc nào hết mà thầm thinh. Cô giận lắm á, cô giận con của mình đưa cho người ta đi khám cũng phải lại hỏi chị à, khám nó bệnh gì, tới khi nó gung nó lại nó hỏi chị sao mẹ nó bị gì. Cô giận quá, chú về chuẩn bị đi, tinh thần đi. Có chữa rồi 4-5 tháng rồi. Trời ơi, nghe như sắp tiếng sắp đánh ngang tay luôn á. Nó ngồi xuống không đứng nổi. Người cha. Yeah. Và bây giờ hỏi người cha mà nó có chữa thế nào, người cha không biết đường kể. Mới hỏi ngược lại cô. Cái bà đã biết chứ, tôi không biết. Tại vì cha con đàn ông, không đàn thể ông hỏi, không thể hỏi từ đâu bắt từ đâu. Cô hả, còn hơn công an điều tra. Cô hỏi ai đụng con, ai ở. Nếu không nói, sanh ra cô sẽ cho, cô không dọ. Cho nó. Nó nói, lâu nhiều lắm, đừng cho. Của ông ngoại, tới lúc đó mới chịu khai. Của ông ngoại? Ông ngoại. Là ông ngoại đúng không ạ? Nó nói, của ông ngoại, đừng có cho, trả cho ông ngoại. Là bé câu người đàn ông đó như một ông ngoại ruột của mình đó. Ông ngoại. Dạ, ông ngoại, tại vì con người miền Trung. Coi như, đúng rồi, coi như ông ngoại ruột luôn. Trời nó thương thờ ông ngoại mà. Bây giờ hỏi ông ngoại, nó cũng trả lời ông ngoại. Cái kỳ đó công an hỏi, ông nó thêm gì? Hạch áo, bị nó bẩm sinh. Nó nói chuyện đâu có gần. Hạch, hạch là thật. Con ngồi sát với lại cô rồi, đi con. Con biết ai đây không? Ai? Con kêu ai? Con kêu bằng gì? Thôi. Kêu bằng gì? Con kêu bằng gì? Bằng gì? Con kêu cô đó bằng gì? Đấy nè. Sáu. Bác, sáu. Con nói cho gõ cho. Nói thôi. Con sáu. Dạ. Trời ơi, thương quá đi. Con nhớ con không? Nhớ. Tuy là bé không có được bình thường. Nói lớn cho chú nghe. Nhớ không? Nhớ. Nhớ con lắm đúng không? Dạ. Con đốt nhang, con có nguyện không? Có giấy cho bắp không? Có. Con nói giấy sao? Con nói đi. Con nói lớn lên cho chú nghe. Nói. Nói lớn lên. Ghế khỏe mà khỏe. Ừ. Đang gì với con? Trời ơi. Người mẹ khờ đó là khờ dài đó. Trời có ơi, biết gì đâu. Lúc cho bú lúc không, cô với cha nó là bé cho bé bú, bé bú. Có khi cô qua cô thấy con mắt, mở mắt, nó thấy con nó khóc hòa. Trời ơi, rất nó khắc sữa đi pha. Coi chương hình đó, cho rằng cho nó nhà giữ con, sợ nó bỏ con, nó đi. Bây giờ mới được 3 tháng, sanh mới được 3 tháng. Hớt tóc hớt con trai đó, chú thấy không? Hớt vô tiệm nữ không hớt. Tiệm nam hớt thằng cho mát. Cô cũng chở đi cho hớt. Muốn cái gì thì được cái nấy. Mua xà bông xinh xiêu ngày qua. Không, con gọi ghia. Mới mua 2 dây ghia cho đó. Còn treo đằng xe, hơi hết nhang, mua cho bỏ nhang. Lúc đó ông đánh đập con không? Sao có mặt con bị gì vậy? Kiến ba phang. Thì con nó lên nằm ở trển, nó đi hết 4 bữa. Kiến ba phang cắn, chích nó rồi xức thuốc. Cái nó ngoại như mình đi trong mát, nó có gỡ cái mài hoài, nó có cái thẹo. Chứ lúc đó con không biết kiến nó cắn là con. Mà sao để kiến cắn dữ thì con, tay chân gì mà kiến cắn dữ thì con? Thẹo, chạy.
nó hay cậy lắm, cậy mày. Rồi ông ngoại lúc đó ông nội đánh con không? Dạ không. Ông dù con hả? Dạ. Một người bình thường thì không nói, mà cái đàn này đứa thanh thần cũng không tha nữa. Đầu óc nó không được minh mẫn nữa. Dạ. Mới có 18 tuổi à. 16, 17 hồi lúc đó. Làm một người mẹ khờ rồi. Đó. Chứ biết như... gì đâu, có biết gì đâu. Lúc mà vô thăm con nó phòng cấp cứu, theo người ta thấy, người ta ngồi xuống, người ta gìn, người ta coi. Còn nãy đứng nó dồn vậy, kêu gờ bắp đi, nó không gờ. Kêu gờ cái giò bắp nó không gờ, hồi chồng á. Cô kêu gờ bắp đi không. Mà đứng thấy con sót mà không biết làm sao, không nói được luôn, không biết đường nói. Nhưng con thương con không? Dạ, thương. Nói lớn đi. Thương đúng không? Dạ. Nhớ con không? Nhớ. Bây giờ con muốn gặp con của con không? Dạ. Gặp rồi. Gặp rồi, con muốn gặp nữa không? Không. Thôi hả? Dạ. Không biết cái gì hết mà. Bữa hổm 4 ngày, nó đi chợ, cái nó đòi ăn quá, cái cha nói vậy nè, chị ơi, chị làm sao đem con bé về, cô dụ kêu mấy ông bảo vệ trong bệnh viện, hâm đó, đem ra cửa, hâm đem ra, cái cô chở về đây, nó ngồi giọng, nhớ con quá khóc không, cái nó tắm, kêu tắm, dụ, tắm rồi xách cái bóp với mặc bộ đồ ngắn, bỏ đi, tính đi chạy Vinh, đi bộ vậy đó, kêu cô chở, cô nói, mai chiều, cũng như là nhường nhường lại, nó bỏ nó đi. Cô nó đi ra dám ra lộ lớn, cô giận quá bỏ. Cô nó đi chạy xe đạp ra ngoài bắt nó. Nó quậy với bà ngồi ở giữa đường. Cái cô mới chạy xe ra đón. Đón ra ngoài thấy trở về. Còng cái dây nó tháo hết. Cột nó cái dây tháo hết. Giấc tối cô phải lấy dây xích. Xiền nó lại. Trời ơi, xiền lại nó. Xiền á. Cái bịch dây xích còn ở nhà cô ba chồng á. Ngủ ở chồng xiền lại. Tới đi cầu. Đi tiêu mới cho cô hay cô vô mở. Mở cho đi tắm. Cô nói không đi nữa. Đi nữa bắt sáo xiềng. Hổm gầy lì lì. Nói là chuyến sau bắt là xiềng cần cổ.